Xin chào các bạn, đây là Pixeler. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối TikTok Shop. Kết nối TikTok Shop có hai cách. Cách thứ như là bạn vào trong hướng dẫn kết nối để tiến hành cấp quyền. Bước thứ nhất, đăng nhập vào Pixeler, bấm vào hướng dẫn kết nối. Tiếp theo, chọn TikTok Shopping, điền vào tên nick gian hàng. Kết nối gian hàng. Bấm vào Asia Center, chọn Việt Nam, nhấp vào Next. Sau đó sẽ chuyển sang trang này, đánh dấu vào đây, chọn Authorize. Đã kết nối thành công rồi à? Cách thứ hai là bạn vào trong kết nối gian hàng để tiến hành cấp quyền. Bấm vào cài đặt. Kết nối gian hàng. Ở đây chọn thêm gian hàng. Điền vào tên nick gian hàng. Bấm vào kết nối. Chọn Asia Center. Chọn Việt Nam. Nhấp vào Next. Sau đó sẽ chuyển sang trang này. Đánh dấu vào đây. Chọn Authorize. Đã kết nối thành công rồi. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu bạn có thắc mắc gì hoặc góp ý gì, vui lòng add số Zalo bên dưới video để liên hệ với chúng mình.